Chương 522, Vu Sơn ân ái. Hai con người lâm phòng quá vô tình, dường như miệt thị trăm dân, nói lẽ trời vô tình muốn coi vạn vật là chó rơm. Thanh Sơn Thiên Mệnh nhìn chằm chằm con ngươi, hai người dù lòng run rẩy không ai lờ rời lửa bước, đứng đó che trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không thể mang Hân Diệp rời đi, nhất định không thể. Hai người thấy môi Lâm Phong mấp máy, sau đó là từng chữ từ miệng Lâm Phong phun. Cút. 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 Trong hư không một thanh âm vang vọng. Thanh âm mênh mông lại ẩn chứa một trận cuồng phong, như thể mà chỉ cuồng phong đánh vào thân thể mọi người. Thanh Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong như cũ, giờ phút này lại rõ ràng cảm nhận mà khí trên người Lâm Phong tỏa ra, hơi thở ma đạo khủng bố. Xuyên tấu đồng tử Lâm Phong thấy khí tức ma đạo lồng đậm cực điểm, khí tức ma đạo đáng sợ. Giờ khắc này dường như là một thanh kiếm, ma đạo chỉ kiếm trong mắt Lâm Phong, giống như là người ngăn giết người, thần ngăn sát thần. Không ai cản được quyết tâm Lâm Phong, nếu ai muốn chắn đường hắn, hắn tụ tập ma khí trong lòng giết hại muôn dân thiên hạ. Ai chống đỡ giết người đó. Tất cả mọi người theo thanh âm giống giận Lâm Phong mà run rẩy. Không ngờ lúc này Lâm Phong bộc phát ra quyết tâm đáng sợ như thế. Không có bất kỳ người nào có thể cản hắn. Chư tâm thần mà cũng không được. Muốn cản hắn là hắn tiêu diệt tàn sát tất cả. Dưới cái khủng cảnh kinh khủng khủng bố này, tâm Nguyệt Thiên Mệnh không kìm nổi sinh ra ý sợ hãi nhẹ nhẹ. Đúng vậy, không phải rung động mà là sợ hãi. Dưới cỗ khí tức ma đạo, như thể là khí tức tàn sát trừ thiên thần mà, không có bất kỳ người nào cản được trực tiếp xâm nhập nội tâm. Lúc này hắn sinh ra có cảm giác nhìn như vớ vẩn, chỉ cần hắn cản Lâm Phong động thủ giết hắn, hơn nữa là có thể giết hắn. Không chỉ Thiên Mệnh, cho dù Thanh Sơn muốn cản Lâm Phong cũng muốn giết tàn sát tất cả, không người nào cản. Loại cảm giác quá mức chấn động, quá mức đáng sợ. Đúng nó, là nó. Thanh Sơn thì thào nói nhỏ, lòng điên cuồng run rẩy. Từ mắt Lâm Phong thấy được bóng sáng của nó, đúng là đáng sợ như vậy, hóa ra nó trong cơ thể Lâm Phong. Thân thể run rẩy, ánh mắt run rẩy, suy nghĩ Thanh Sơn loạn, không ngờ trong thân thể Lâm Phong. Nghiệp duyên, đây là nghiệp duyên. Nguyệt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, ngày xưa ông ta không cản Lâm Phong vào. Ông ta không thể ngăn cản Lâm Hải cùng Mộng Hà. Hôm nay nhất định cũng không thể cả Lâm Phong và Hân Diệp. Lịch sử tương tự một lần xuất hiện. Hiện giờ là không ai có thể cản Lâm Phong. Lâm Phong đã hóa điên, chỉ thiếu chút nữa Lâm Phong liền là điên thật, bắt đầu nhập ma tàn sát thiên hạ. Thiên Mệnh, để hắn đi. Thanh Sơn thở dài một tiếng, lôi kéo thân thể Thiên Mệnh tránh. Không có cản Lâm Phong, ông ta cản không được Lâm Phong. Nếu thực sự muốn cản, chỉ dẫn đến một hồi biến động lớn. Ma kiếm, đó là khí tức ma kiếm. Thanh Sơn từ còn người Lâm Phong thấy ma đạo chi kiếm, khó trách ngày đó Lâm Phong cũng ngờ đó, hơn nữa dường như phát hiện nguyên khí địa mạch trước một đám người. Hóa ra quản kiếm phòng đối diện cửu kiếm sơn nổ tung, mà kiếm phá nát phòng ấn chính là do Lâm Phong dẫn động, mà ma kiếm không có đi đâu. Vậy mà trong thân thể Lâm Phong bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Chỉ cần ông ta và Thiên Mệnh cản Lâm Phong, Lâm Phong liều lĩnh dẫn động ma kiếm hóa thân ma đạo tàn sát tất cả. Lâm Phong thực giết ông ta vì cùng Nguyệt Thiên Mệnh. Không có lưu tình, họ thật là chọc giận Lâm Phong, tất cả bởi Hân Diệp, công chúa điện hạ cao quý tình thuần. Nguyệt Thiên Mệnh bị Thanh Sơn kéo nhường đường, cả người hùng hăng run rẩy tránh ra, vậy mà hắn phải tránh. Phải để Lâm Phong mang người Hân Diệp đi, mà công chúa xinh đẹp trong người có hồ nước với hắn đi làm chuyện nam nữ. Nghĩ vậy mắt Thiên Mệnh rét lạnh cực hạn lại có vài phần vặn vẹo, tay Thanh Sơn gắt gào giữ hắn không để hắn di chuyển một chút. Đương nhiên hiểu rõ dụng tâm Thanh Sơn, thực tế vừa rồi đứng trước mặt Lâm Phong sao không cảm giác khí tức ma đạo đáng sợ của Lâm Phong. Nhưng để hắn đi như vậy, nhìn Lâm Phong mang Hân Diệp trước mặt rời đi đối với hắn mà nói, cũng như là lấy dao đâm vào tim hắn, rất đau, rất khó chịu. Mọi người nhìn hư không, mắt hoảng sợ. Lâm Phong lúc này thực đáng sợ, dù bọn họ không đứng trước người Lâm Phong, vẫn là cảm nhận được khí tức ma đạo từ trên người Lâm Phong phóng thích. Giống Thanh Sơn và Thiên Mệnh ngăn cản hắn, Lâm Phong hắn rơi vào ma đạo, cái cả ngoại công huynh trưởng trước mặt đều muốn giết. Cuối cùng trước mặt Lâm Phong, hai đại cường giả Thanh Sơn và Thiên Mệnh đều lui, mở đường, không cản Lâm Phong nữa để Lâm Phong rời khỏi. Mắt Lâm Phong lạnh lùng liếc Thanh Sơn và Thiên Mệnh một cái lạnh lùng nói: nếu người nào dám đánh tiếp quấy nhiễu ta cứu Hân Diệp, ta chắc chắn giết không tha, không ngại bất cứ giá nào. Giọng Lâm Phong hạ xuống, bước chân gào thét rời đi, nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Hồ, mọi người thở một hơi dài, có cảm giác bị đè nén biến mất không thấy.
giống như Lâm Phong mới đi liền biến mất. Thời điểm Lâm Phong còn ở đây, bọn họ là có cảm giác thở dốc. Đoàn Vô Nhai, Thanh Sơn cùng Thiên Mệnh chằm chằm nhìn bóng lưng Lâm Phong, mắt nghi hoặc, có lẽ trong lòng đều không phải. Sau khi Lâm Phong rời đi, ôm thân thể Hân Diệp trong hư không lao nhanh, nhanh tới tận cùng giống như cơn gió thổi qua. Lúc này thân thể hắn nóng như ngọn lửa thiêu đốt, cỗ nhiệt độ này là từ trên người Hân Diệp truyền tới, mà Hân Diệp lúc này thậm chí mất lý trí, hai chân quấn trên người hắn, cả người gắt gao kề cận, hơi thở như hoa lan hương thơm say đắm lòng người, làm linh hồn lòng không giữ được quá mức mê hoặc. Tới rồi, Lâm Phong nhìn xuống khe lầm lời Hân Diệp ở, sải bước nhảy qua, từ hư không rớt xuống, thậm chí không có cùng thị nữ phía ngoài lên tiếng chào, trực tiếp vào vách núi trong khe lầm, động phủ Hân Diệp. Từng thân ảnh nhanh chóng hiện lên, đều là thị nữ Hân Diệp, các nàng là thủ vệ xung quanh, thấy có dị động cũng lập tức phát hiện. Cảnh các địa phương này, phong tỏa bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào lửa bước, quan hệ tới tính mạng Hân Diệp, nhớ kỹ. Một giọng quần cuộn truyền ra khiến thân thể thị nữ cứng đờ, lập tức một đám nhìn nhau gật đầu, thân hình biến mất, tất cả tản xa. Giọng kia là giọng Lâm Phong, địa vị Lâm Phong trong lòng công chúa các làng hiểu rõ. Lâm Phong nói vậy có lẽ Lâm công chúa gặp nguy hiểm, các nàng đương nhiên phải nghe. Đóng cửa động phủ trên vách núi, trong khuê phòng Hân Diệp, Hân Diệp được Lâm Phong đặt trên giường mềm mại, mắt mê ly, nhưng lại không có ngừng rút đi quần áo, mắt lộ lửa nóng. Mặt trong lửa nóng vài phần ý chí e lệ, mắt đỏ, mặt nóng đỏ bừng, lửa như dường như muốn nhỏ ra máu. Lâm Phong, ta thực chịu không nổi, muốn ta được không? Hân Diệp rút đi váy dài, tiên tử trên người lộ cánh tay dài thon bóng loáng, da thịt ngọc nữ mềm mại như thế, mang theo sự cò giãn mềm dẻo, gắt gao ôm cánh tay Lâm Phong. Lúc nói chuyện, hương khí mê ly phun vào mặt Lâm Phong khiến hô hấp hắn trở nên dồn dập. Lâm Phong cũng đâu phải thánh hiền, chỉ là nam nhân bình thường. Hơn nữa, hắn là nam nhân chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Một công chúa tựa tiền tử, mỹ nhân cao quý, ngọc thể lộ lửa, hai tay ôm cổ hắn, hô muốn hắn. Lâm Phong có thể duy trì thản nhiên, vậy thì không bằng cầm thú. Hô hấp Lâm Phong dần trở nên dồn dập, chỉ thấy một tay Hân Diệp ôm cổ hắn, một tay thả trên người mình mà không ngừng đem từng kiện quần áo đẹp đẽ quý giá cởi ra. Quần áo trên người nàng rối loạn, mà khe rãnh tuyết trắng đầy đặn kia đập vào mắt Lâm Phong, làm tâm trí người ta nổ tung. Lâm Phong, mau! Hân Diệp nói mê man, giống như giọng nói thân thể hơi hơi hướng lên trên, khiến Lâm Phong chỉ thấy đầu ầm một tiếng nổ, ánh mắt nóng đỏ dường như mất đi lý trí. Cúi đầu xuống, hai tay Lâm Phong đặt nơi mềm mại chậm rãi vuốt ve mà bờ môi hắn thì từ môi Hân Diệp hôn lên tới hai vai, hôn qua từng tấc da thịt như tuyết. Cuối cùng, sau khi tình cảm mãnh liệt theo tiếng gầm của Lâm Phong cùng cái tiếng rên rỉ của Hân Diệp, hai người hoàn chỉnh kết hợp là một khối, mê say như mộng, linh hồn và thể xác kết hợp cũng như điên cuồng trên giường. Trong phòng ngủ của Hân Diệp tràn đầy xuân sắc. Chương 523, hỏi tội. Một phen mây mưa, vài lần xuân tình, dư vị qua đi. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nằm trên giường một hồi không nói. Trên người Đoàn Hân Diệp vẫn là khí lửa nóng, tuy nhiên không phải dục hỏa, mà là nhiệt tình hỏa, dư vị chưa tán. Thân hình tuyệt vời kia như được gột rửa, trắng nõn như tuyết, làm người ta có ánh mắt liếc nhìn sinh ra cảm giác vô tận. Tay Lâm Phong vuốt ve trên người Hân Diệp, lướt qua từng tấc da thịt của Đoàn Hân Diệp, lòng mang ngọn lửa chưa tắt. Hai người là lần đầu tiên nếm trái cấm. Hân Diệp bởi vì dược lực mà điên cuồng đòi lấy, mà Lâm Phong chính là tu sĩ võ đạo, thân thể cường kiện vô cùng, cũng có thể không ngừng ban cho. Hai người là thưởng thức từ vị như trên, như tiên. Lúc này thân thể Hân Diệp giật giật, xúc vào ngực Lâm Phong, đầu chôn vào ngực Lâm Phong, e lệ khôn cùng. Giờ phút này nàng liếc nhìn Lâm Phong cũng không dám, nàng không ngờ điên cuồng như thế. Lâm Phong cũng ôm chặt Hân Diệp, mắt tràn đầy nhu tình như nước. Hân Diệp, nàng không trách ta chứ? Lâm Phong đột nhiên thấp giọng hỏi một câu,
Việc lần này dù sao cũng là ngoài ý muốn, thực sự không phải mong muốn của Hân Diệp, mà bị dược lực bắt buộc. Đầu Đoàn Hân Diệp trong ngực Lâm Phong không ngừng lắc. Nàng sao mà trách Lâm Phong, dù không có chuyện ngoài ý muốn này sớm muộn nàng cũng là người của Lâm Phong. Hơn nữa Lâm Phong chỉ là vì cứu nàng. Nếu không phải Lâm Phong bên người nàng mới ôm hận cả đời, hậu quả chính nàng không dám nghĩ tới. Bọn họ cũng hoài nghi ta làm, nàng không nghi ngờ sao? Lâm Phong thấp giọng nói, chỉ thấy Hân Diệp cúi đầu trong ngực hắn, lập tức ngẩng đầu, mắt như nước chỉ một chữ tình, mắt đỏ ửng chưa tàn, cực kỳ kinh diễm động lòng người. Đừng nói là không thể nào là huynh, cho dù là huynh ta cũng nguyện ý nhận. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, trong mắt thâm tình như vậy không thể che giấu. Lâm Phong thở dài ôm thật chặt thân thể Hân Diệp, có vợ như thế, chồng có gì còn đòi hỏi. Nếu không có lời của Mộng Tình, có lẽ Lâm Phong đã đem toàn bộ tình yêu dồn trên người cô gái cao quý, không có nửa điểm ngạo khí, chỉ thuần khiết thầm tình như nước này đi. Lâm Phong, Quỳnh sẽ lấy ta sao? Một cái giọng giống như mê từ Hân Diệp truyền tới khiến Lâm Phong nhíu mắt, chỉ cảm thấy người gánh trọng trách thật lớn. Xin lỗi, ta không nên hỏi thế. Hân Diệp thấy Lâm Phong không trả lời lập tức bổ sung một câu, giọng hơi nhỏ không thể che giấu vẻ mất mát, dường như nước mắt đều muốn chảy ra. Chỉ một giọng liền khiến cho Lâm Phong cảm giác đau lòng. Hắn và Đoàn Hân Diệp cũng vậy, nhưng Đoàn Hân Diệp lại là như trước không cầu danh phận, thậm chí nhận sai. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, hơn nữa việc này chỉ sợ rất nhanh truyền đi. Nếu hắn không cưới Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp làm người như thế nào? Sẽ nhất định lấy. Lâm Phong ôm chặt thân thể Hân Diệp, mắt hiện kiên nghị. Lâm Phong hắn sao có thể phụ lòng công chúa xinh đẹp nhu tình này? Đoàn Hân Diệp cho hắn mọi thứ có thể cho. Đứng dậy, Lâm Phong bế thân thể Hân Diệp lên, khiến Hân Diệp hồ nhỏ mở tiếng. Sau đó thấy Lâm Phong ôm chính mình tới ao suối nước nóng bên kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lại là đem đầu giấu đi. Nàng thế nhưng mà cùng Lâm Phong tắm rửa một chỗ chỉ thấy ngượng ngùng vô cùng. Sáng sớm, một luồng ánh sáng chiếu vào vách núi cùng dòng suối phía trên. Ở ngoài khe lâm không ít người đang đứng. Một đám người này sắc mặt có còi tràn đầy sát khí. Những người này có Đoàn Vô Nhai nhị hoàng tử không nghiệt thiên mệnh, có một đám thị vệ áo bào đen, người lộ hơi thở mạnh mẽ. Ánh mắt họ chằm chằm nhìn vách núi trong khe cốc. Trong động phủ sâu trong khe cốc xảy ra chuyện gì bọn họ đều biết, lại cũng không biết. Nhưng đối bọn họ mà nói, nó thực sự không biết còn tốt hơn. Biết chỉ làm trong lòng bọn họ như bị hàng vạn con kiến cắn, cực kỳ khó chịu. Nhất là thiên mệnh, công chúa xinh đẹp cao quý có hơn ước với hắn, lại cùng nam tử cùng nhau một đêm. Giờ phút này hắn có thể cao hứng được ư, mặt chỉ là âm u lạnh lẽo. Xa trong khe lâm, cùng một đám người ở nhìn. Một đám ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm chỗ sâu khe lâm. Những người này rất nhiều người có lòng ái mộ công chúa cao quý xinh đẹp. Nói trong lòng không có tái là không thể. Hiện giờ họ đều biết rằng công chúa cao quý xinh đẹp bị Lâm Phong khi nhục rồi, họ sao có thể không phẫn nộ, ghen tị cùng căm hận. Lâm Phong rất đáng hận, bọn họ hận không thể đem Lâm Phong bầm thầy vạn đoạn, không ngờ dám bôi nhọ trình tiết công chúa. Đều cút cho ta. Lúc này thanh âm lạnh băng truyền ra là giọng của Đoàn Vô Nhai. Họ chỉ thấy Đoàn Vô Nhai xoay người, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn họ, rất phẫn nộ. Làm cả đám cầm hiến cảm nhận con người lạnh lùng sát khí tỏa nhẹ nhẹ trên người Đoàn Vô Nhai. Rất nhiều người lặng yên rời khỏi, không dám ở chỗ này. Lúc này Đoàn Vô Nhai đang rất phẫn nộ, việc công chúa Hân Diệp đã chuyển ra, thế diện hoàng thất bị hao tổn, thanh danh công chúa của Đoàn Hân Diệp bị hao tổn. Đoàn Vô Nhai sao có thể nhẫn nhịn chấp chứa họ trong này xem náo nhiệt, xua đuổi tất cả. Nguyên một đám rời khỏi một mảnh khe lâm có vẻ phá lệ yên tĩnh, chỉ có giọng suối nước chảy mang theo vài phần mỹ cảm. Nhưng Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh cũng không có thời gian thưởng thức cái phần mỹ cảm, chỉ nhìn chằm chằm động phủ. Họ không có mạnh mẽ xâm nhập, cũng không hướng bên trong gầm lên, dù sao ngoại trừ Lâm Phong, Hân Diệp cũng có trong đó. Đã chờ một thời gian, tiếng bước chân nhỏ vàng khiến Đoàn Vô Nhai cùng Thiên Mệnh chăm chú, liền thấy hai người chậm rãi từ động phủ ra. Ngoài Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp có thể là ai? Lúc này Lâm Phong cùng Hân Diệp là thay quần áo. Hắn là y phục chỉnh tề, Hân Diệp lại khôi phục khí chất cao quý, xinh đẹp động lòng người. Trên người khoác trường bào công chúa, hơn nữa mặt màng vài phần rực rỡ khác,
cái kiểu rực rỡ từ thuở thiếu nữ trở thành nữ nhân dường như tăng vài phần mỹ cảm đẹp động nhân tâm. Còn Lâm Phong là khoác trường bào, mắt sáng ngời, tinh thần sinh lòng hoạt hổ, dường như tràn đầy sức sống, mặt nhìn vô cùng rực rỡ. Điều này càng làm cho sắc mặt Thiên Mệnh càng âm trầm đáng sợ, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi. Nhất là hai người xúc vào với nhau, tay nắm tay, tình trạng ý thiếp thật hạnh phúc. Hoàng huynh. Đoàn Hân Diệp hướng Đoàn Vô Nhai hô một tiếng, giọng êm dịu hơi ngượng ngùng. Hân Diệp, muội vào trước đi, ta có lời cùng hắn nói. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng chằm chằm nhìn Lâm Phong. Không, Hoàng huynh, việc này không thể trách Lâm Phong, hắn cũng không biết. Hơn nữa là vì cứu ta mới không thể như thế, không có bất kỳ lỗi, đều là lỗi của ta mà thôi. Đoàn Hân Diệp vì Lâm Phong giải thích việc này có thể nói là lực cười. Nhưng nếu Đoàn Vô Nhai muốn định tội Lâm Phong, hạ dược đối với công chúa làm với bẩn công chúa, tội danh này có thể to lắm. Muội vào trước đi. Đoàn Vô Nhai lặp lại lần nữa khiến sắc mặt Hân Diệp hoảng sợ. Lâm Phong nắm tay thật chặt Hân Diệp không thèm để ý cười. Hân Diệp, nào vào đi, không có chuyện đâu. Hân Diệp nhìn Lâm Phong, liếc nhìn Vô Nhai lập tức khẽ gật đầu, bổ sung một tiếng. Hoàng huynh, không được làm khó Lâm Phong. Nói sao nào mới đi vào động phủ. Mắt Đoàn Vô Nhai lạnh lùng chằm chằm đi Lâm Phong, không nói gì, chỉ là có áp lực tràn ngập. Ngoại trừ Đoàn Vô Nhai, những cao thủ áo bào đen cùng Nguyệt Thiên Mệnh đều có sát khí lạnh lùng đem Lâm Phong bao phủ, khiến người Lâm Phong như bị tỏa núi lớn đè. Thực lực những người này đều rất mạnh, không người nào yếu cả. Lâm Phong, ngươi thật thủ đoạn, hiện tại hoàng muội ta đã một lòng hướng về ngươi. Đoàn Vô Nhai âm mưu lạnh lẽo một tiếng nói. Điện hạ, chẳng lẽ cho là thuốc kia ta hạ? Lâm Phong không để ý Đoàn Vô Nhai lạnh lùng mặt thản nhìn hỏi. Có ai không lòng ngươi rõ nhất? Hơn nữa, ngươi là người có lợi nhất trong việc này, và lại không nói thuốc kia phải do ngươi hạ không? Hiện giờ ngươi và tâm hoàng muội ta đều bị ngươi cướp. Hơn nữa, việc này huyền náo cả thành đều biết. Người nói cho ta thể diện hoàng thất còn gì tồn tại, còn hoàng muội ta để mặt mũi vào đâu? Đoàn Vô Nhai tiếp tục quát mắng. Việc này truyền đi, bất kể hoàng thất hay Hân Diệp đều mất mặt hết. Mà người hoàng gia là cực kỳ có trọng thể diện uy nghiêm. Có thể nói, vì hai chữ thể diện, bọn họ có đầy đủ lý do đối phó Lâm Phong. Dù là thuốc kia không phải Lâm Phong hạ, bởi Lâm Phong hắn cuối cùng khi nhục công chúa rồi. Ít nhất trong mắt người bên ngoài là khi nhục. Chương 524, điều kiện hà khắc. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai, mắt mang vài phần lãnh ý. Lại là tôn nghiêm hư vô mờ mịt kia. Uy nghiêm hoàng thất, điều họ nghĩ nhiều nhất không phải là Hân Diệp. Lâm Phong, ta cả gan hỏi nhị hoàng tử một tiếng, nếu tối qua ta không cứu Hân Diệp, hậu quả ra sao? Lâm Phong hỏi lạnh khiến cho ánh mắt Đoàn Vô Nhai nhíu lại. Chuyện này vốn là một bế tắc, bất kể ai cứu Hân Diệp đều không tránh việc lừng đèo tội danh bôi nhọ hoàng thất. Ngươi có phải hay không nên đi trả trước, rốt cuộc là thuốc kia ai hạ, không phải trong này vô cớ đoán mò hay không, có lẽ có được uy nghiêm hoàng thất. Sự tình đã phát sinh, người giết ta chẳng lẽ xoay chuyển được uy nghiêm hoàng thất. Ngươi có vì Hân Diệp mà lo lắng không? Lâm Phong gầm một tiếng giọng, một câu so với một câu đều lớn, khiến Đoàn Vương Nhai cũng không biết phản bác Lâm Phong thế nào. Vậy ý ngươi cứ vậy bỏ qua. Thiên Mệnh ầm ù lạnh lẽo. Người câm miệng. Còn người Lâm Phong lạnh lùng quát lớn. Nơi này không đến phiên người nói chuyện. Cái hồ nước chó má gì không ai thừa nhận. Ta nói rồi, Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của ta, cho dù không có việc tối qua cũng thế. Sắc mặt Thiên Mệnh cứng lại vô cùng khó coi. Hận, giờ phút này hắn hận Lâm Phong. Lâm Phong khiến hắn tổn hại thể diện. Càng khiến Nguyệt Thanh Mệnh cứng lại vô cùng khó coi. Giờ phút này hắn đã oán hận Lâm Phong. Càng khiến cho hắn mất thể diện. Tiếp nhận không được là Thanh Sơn ra ra hắn lại bảo hắn không cần cùng Lâm Phong tranh đấu, ít nhất không cần xung đột trực diện cùng Lâm Phong. Nói cách khác, ngay cả ra ra hắn, Nguyệt Thanh Sơn đều cho rằng hắn không bằng Lâm Phong. Nghe thấy lời hống hách Lâm Phong, mắt Đoàn Vô Nhai trầm mặc thật lâu mới nói, việc này người tính toán giải quyết thế nào? Người muốn ta thế nào? Lâm Phong hỏi, chỉ sợ lòng Đoàn Vô Nhai sớm có tính toán. Triều cáo thiên hạ, Lâm Phong người lập tức cưới công chúa Đoàn Hân Diệp mới có thể cứu vãn danh dự hoàng muội ta. Đoàn Vô Nhai trầm mặc nói,
Cả người Thiên Mệnh run lên để Lâm Phong cưới Hân Diệp làm thê tử. Vậy Thiên Mệnh hắn đâu? Hôn ước kia đâu? Ánh mắt Lâm Phong dù cũng sửng sốt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hành động lần này của Đoàn Vô Nhai là quyết định hợp lý nhất. Giết hắn không nạp lên chuyện ngược lại là khiến cho sự tình bết bát. Để ta suy nghĩ đã. Lâm Phong đáp lại biết đường nhìn thấy Hân Diệp nhưng còn cần thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ? Ngươi còn muốn suy nghĩ? Thành danh hoàng muội ta bị hao tổn, việc này mọi người đều biết. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn vứt bỏ phải không? Lâm Phong hiện tại cho ta một câu trả lời. Đoàn Vô Nhai nói, ta sẽ cưới Hân Diệp. Lâm Phong khẳng định đáp, hắn đương nhiên không có đứng chỉ ở lập trường mà mình còn là để tiếp nhận sự việc. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý cùng hắn có chuyện nam nữ, hơn nữa đều truyền ra hắn không cưới Hân Diệp. Hân Diệp sao làm người, cho nên nói bất kể thế nào cưới Hân Diệp là việc đương nhiên. Chẳng những phải kết hôn, hơn nữa nhất định phải nhanh chóng. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm Lâm Phong, hơn nữa người phải hướng người thiên hạ chứng minh quyết tâm, cùng cho người khác biết người xứng với hoàng muội ta. Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói, lúc này trần đi thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn, nếu là gấp gáp cả cho người, chẳng những không thể vãn hồi danh sự bị hao tổn, chỉ tiện nghi cho Lâm Phong ngươi. Trừ khi người hướng người thiên hạ chứng minh người có tư cách cưới Hàn Diệp, lúc này có thể khôi phục danh dự cho hoàng muội ta. Mắt Lâm Phong nghèo, theo lời Đoàn Vô Nhai là sự thật. Nếu hắn trong lúc vội vã cưới Hân Diệp, mà người chỉ thấy hoàng thất vì cứu vãn thể diện mới để công chúa gả cho hắn, Hân Diệp không thể ngẩng đầu lên được. Nếu Lâm Phong hắn có thể hướng trong thiên hạ chứng minh hắn có tư cách để công chúa đàn Hân Diệp rầm rộ gả cho gã, mới có thể bù lại danh dự cho Hân Diệp. Nhưng làm thế nào hướng người thiên hạ chứng minh? Hoàng huynh, người làm khó Lâm Phong rồi, ta không ngại hắn cứ như vậy cưới ta. Hân Diệp lại vọt ra lớn tiếng, Lâm Phong có thể cưới làng để cho làng thỏa mãn. Vốn định vứt tất cả theo Lâm Phong, bao gồm thân phận công chúa, tự nhiên là không để ý danh dự. Hân Diệp, không phải việc của muội. Vô Nhai hướng Hân Diệp nói, mắt sắc bén lần nữa nhìn Lâm Phong. Nhìn ánh mắt Đoàn Vô Nhai dường như đều có tính toán, Lâm Phong hỏi, ta đây là mời nhị hoàng tử điện hạ nói cho Lâm Phong biết ta nên hướng người thiên hạ chứng minh thế nào có đủ tư cách tham gia đại hội tuyết vực, đoạt vị trí trên thứ chính, làm vẻ vang tuyết nguyệt, mang vẻ vàng mà cưới muội ta làm vợ. Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, Lâm Phong, người lần này đi tham gia đại hội tuyết vực, hoặc đoạt vị trí trên thứ 9, hoặc là chết bên ngoài không cần về, hoàng muội ta không cần lấy người chồng vô năng. Hoàng huynh, yêu cầu ngươi quá đáng. Hân Diệp quát lớn, vị trí trên thứ 9 quá khó khăn. Lâm Phong thuộc tuyết nguyệt, trong 13 nước tham gia tuyết vực, chỉ là quốc gia bình thường, trên có tứ đại đế quốc, dưới có 7 nước cùng những quốc gia cường đại. Trong 13 nước, mặc dù từng nước lựa chọn ra một người cường đại nhất, cũng là có 13 người. Lâm Phong muốn đạt được vị trí trên thứ 9 nhất định phải đánh bại 5 trong 13 người mạnh nhất. Tương đương nói Lâm Phong phải đánh bại 5 địch nhân thực lực cường đại như thái tử mới có thể đạt được vị trí trên thứ 9. Việc này quá độ khó khăn. Hơn nữa Đoàn Vô Nhai yêu cầu Lâm Phong hoặc đoạt vị trí thứ 9 trở lên, hoặc chết trong đại hội tuyết vực. Ta còn chưa nói xong, Vô Nhai thản nhiên nói, khiến mắt Hân Diệp hoảng sợ. Còn chưa xong, chẳng lẽ thế còn chưa đủ? Người cưới hoàng muội ta đương nhiên phải là kiệt xuất nhất, ít nhất ở tuyết nguyệt là như thế. Sau khi người ở đại hội tuyết vực đoạt vị trí trên thứ 9, mang vinh quang cùng sinh nế về, ở tuyết nguyệt người phải đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử. Chỉ như thế mới khiến cho thiên hạ đều biết, tất cả mọi người sùng bái kính trọng và ngưỡng mộ Lâm Phong người, đem người là kiêu ngạo của tuyết nguyệt. Khi đó người cưới hoàng muội ta, mới không để hoàng muội ta mất danh dự, cũng không người nào dám thả dám. Lời Đoàn Vô Nhai khiến mọi người đều run. Điều kiện thật hà khắc, yêu cầu Đoàn Vô Nhai quá khó khăn. Đại hội tuyết vực là thiên tài tụ họp, Lâm Phong không quá 18 tuổi, muốn đoạt vị trí trên thứ 9 trong đại hội là vô cùng khó khăn. Còn không đủ, Vô Nhai còn muốn yêu cầu Lâm Phong trở thành người đứng đầu bát đại công tử. Nói cách khác là Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong đánh bại thái tử Đoàn Vô Đạo, đạt uy danh cao nhất. Việc này cực kỳ người trẻ tuổi dám nghĩ. Nhưng mà lời Đoàn Vô Nhai yêu cầu Lâm Phong làm được, mà ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh bên cạnh cũng y bị yêu cầu hà khắc của Vô Nhai hù dọa. Thiên tài 13 quốc gia tụ họp ở tuyết vực, muốn ở vị trí trên thứ 9 khó khăn làm sao? Thái tử Đoàn Vô Đạo, hống hách vô đạo, thuận hán thì sống, nghịch hán thì chết. Sau khi nổi lên liền là tung hoành tuyết nguyệt, trong thế hệ trẻ vẫn là đệ nhất, chưa bao giờ bị người ta vượt qua. Cho dù là Nguyệt Thiên Mệnh hiện tại cũng biết mình cùng Đoàn Vô Đạo là chênh lệch rất lớn. Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong đánh bại Đoàn Vô Đạo,
đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử quá khó khăn. Hoàng Hình, sao có thể làm khó Lâm Phong như vậy? Hân Diệp có chút nóng nảy, yêu cầu đoàn vô nhai quả thật là chính làm khó Lâm Phong. Nhưng yêu cầu đó làm không được, hắn dựa vào cái gì cưới muội? Đoàn vô nhai không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy mắt Lâm Phong lúc này dao động. Hành động lần này của đoàn vô nhai rốt cuộc là ý gì? Nếu hắn lấy được vị trí thứ 9 trong tuyết vực tự nhiên mang đến vinh quang về. Nhưng nếu đoạt vị trí đứng đầu bát đại công tử, đánh bại đoàn vô đạo thiên hạ người nào không biết hắn? Khi đó, hắn cưới đoàn Hân Diệp làm thế tử, đúng là không người nào dám nói nửa câu bất kính. Điều kiện thứ hai, có thời gian hạn chế sao? Lâm Phong hướng đoàn vô nhai hỏi. Trong vòng một năm, người nhất định phải cưới hoàng muội ta làm thê tử. Đoàn vô nhai trầm giọng nói, nơi này là nói cho Lâm Phong hắn thời gian một năm. Đại hội tuyết vực không lâu nữa bắt đầu, tất nhiên không cần một năm. Một năm này là đoàn vô nhai để cho Lâm Phong hắn đoạt vị trí thứ nhất bát đại công tử. Từ ý tứ đoàn vô nhai thấy được, đoàn vô nhai cho rằng đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử còn khó hơn vị trí thứ 9 đại hội tuyết vực. Điều này ám chỉ thực lực đỉnh của đoàn vô đạo không vượt quá những thiên tài trên vị trí thứ 9. Ít nhất đoàn vô nhai cho như thế, hắn có lòng tin tuyệt đối đối với đoàn vô đạo. Cho nên Lâm Phong giành được vị trí trên thứ 9 vẫn không đủ thắng đoàn vô đạo. Có phải ta không có lựa chọn? Lâm Phong nói. Đúng, đoàn vô nhai gật đầu. Lâm Phong trầm mặc lập tức nắm tay đoàn Hân Diệp nói. Hiện tại ta muốn dẫn Hân Diệp rời đi mấy ngày. Đi đâu? Đoàn vô nhai hỏi. Tường Tư Lâm. Lâm Phong bình tĩnh nói bà chứ đoàn vô nhai gật đầu. Có thể, nhưng mấy ngày sau phải đem Hân Diệp trở lại. Ta không muốn việc năm đó phát sinh lần nữa. Ánh mắt Lâm Phong trầm xuống. Vô nhai chỉ ra chuyện tình năm đó chính là chuyện Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải muốn trốn khỏi Tuyết Nguyệt. Mà kết cục là Lâm Hải bị phong ấn, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Hoàng Thành cùng Nguyệt Mộng Hà, chia cắt 18 năm. Mặc dù hiện giờ không thể đường đường chính chính từ Tường Tư Lâm đi xa. Chương 525, dặn dò. Đoàn vô nhai không ngăn cản Lâm Phong rời đi, dường như hắn làm tất cả vì Hân Diệp, để Lâm Phong vinh quang mà về, nổi tiếng Tuyết Nguyệt sau đó cưới Hân Diệp. Nhưng Lâm Phong lại luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, cực kỳ khó chịu như có thể có kẻ tính kế hắn. Đại hội tuyết vực, dù đoàn vô nhai không nói, hắn cũng dốc sức tranh đoạt vị trí đứng đầu. Dù không phải là vì phần vinh quang kia cũng là để rèn luyện năng lực, nâng cao thực lực cùng tu vị của mình, khiến cho mình không ngừng mạnh lên. Về phần đoàn vô đạo, Lâm Phong sớm muộn cũng phải đối mặt. Hai chuyện này Lâm Phong chắc chắn làm, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ yêu cầu hà khắc của đoàn vô nhai khiến hắn không còn đường lui. Đoạt lấy top 9 đại hội tuyết vực, không đạt được thì chôn thân bên ngoài, mà còn phải là trong vòng một năm thắng đoàn vô đạo, trở thành người đứng đầu trong bát đại công tử. Hai điều kiện đều rất khó, có thể xem như là cực kỳ hà khắc, nhưng Lâm Phong không có lựa chọn khác. Có lẽ đó là một cách thúc giục khiến hắn tự dục dã mình không ngừng bước trên con đường võ đạo. Nắm lấy tay đoàn Hân Diệp, Lâm Phong bước tới trước, vượt qua bên người đoàn vô nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh mặt xa sầm, đoàn vô nhai chẳng hề động Lâm Phong, chỉ đưa ra hai điều kiện hà khắc. Nhưng đây là ngầm đồng ý, đoàn vô nhai thậm chí để cho Hân Diệp đi theo Lâm Phong rời chỗ này. Răng rắc tiếng nhỏ vàng, Nguyễn Thiên Mệnh nắm chặt hai nắm tay, sắc mặt lướt qua vẻ lạnh ý, nhất định là cản Lâm Phong. Đoạt được một trong 9 vị trí đầu, dù là Nguyệt Thanh Sơn không choán đấu với Lâm Phong, hắn cũng sẽ đấu, chỉ vì muốn tranh một hơi. Cấm địa sâu trong Tường Tư Lâm. Trước một căn phòng nhỏ vắt ngang trên cây, bày hai chiếc bàn, hai người ngồi ngay ngắn thành tầm thành nhã. Hai người này đều là nữ tử, liếc qua bóng lưng là cảm nhận được vẻ đẹp của các nàng. Vẻ đẹp tự nhiên dù chỉ yên lặng ngồi đó, nhưng người ta là cảm giác siêu phàm thoát tục. Hình dáng lông mày này, dùng bút vẽ to hay nhỏ đây? Nữ tử thánh khiết xinh đẹp ngẩng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ chẳng cần thứ gì phụ trợ trang điểm. Chỉ cần đứng đó là có thể khiến cho vạn vật mất sự phồn hoa của nó. Một nữ tử khác ngẩng đầu, năm tháng chẳng để lại dấu vết trên khuôn mặt nàng. Nhưng đôi mắt thầm túy hàm chứa vài phần tang thương, khi nàng lở lụ cười ôn hòa cũng là kinh diễm tuyệt luân. Hãy vẽ theo ý mình. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt 18 năm trước Nguyệt Mộng Hà. Nhìn con dâu tương lai của mình,
đôi mắt đẹp mang vẻ hài lòng, vẻ đẹp mộng tình hoàn toàn không thua kém nàng nằm đó. Dù có phòng mộng tình nằm đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt bây giờ nàng cũng hoàn toàn đồng ý. Ánh mắt con trai nàng quả không tồi. Ở trong với mộng tình không lâu, đối với đứa con giàu này, Nguyệt Mộng Hà chẳng thể tìm được điểm nào bắt bẻ. Tùy tâm mà vẽ. Mộng tình thì thào, cái hiểu thì cái hiểu cái không. Nàng nhắm mắt lại tùy tâm mà động, dùng bút vác họa đường nét. Mở mắt ra mộng tình, nhìn thứ mình vẽ mà khẽ mỉm cười. Tuy rằng nàng không biết vẽ tranh, chỉ là để Nguyệt Mộng Hà dạy nàng tu tâm dưỡng tính, nhưng nàng vẫn là vẽ được vài phần thần vận. Trốn xa, Lam Hải ngồi đấy điều khắc một thứ gì đó, thi thoảng ngẩng đầu nhìn sang bên này khuôn mặt tươi cười. Liễu Lâm Phong ở đây bốn người bọn họ coi như là một gia đình hạnh phúc. Phụ thân, mẫu thân, mộng tình. Lúc này giọng nói vàng khiến ba người vui vẻ. Giọng này họ đương nhiên là quen thuộc, là giọng Lâm Phong. Nhưng khi họ ngẩng đầu phương xa không khỏi sửng sốt. Hai bóng người đứng đó, ngoài Lâm Phong còn một người nữa. Mộng tình hơi cứng mắt, nàng đương nhiên nhận ra nữ từ đó. Nàng và Hân Diệp đầu chỉ gặp một lần. Khi ở thành đoạn nhận chiến đấu với Ma Việt, Lâm Phong bị cứu đoàn Hân Diệp mà một mình, một ngựa sông vang ngàn dặm. Sau đó lại lên từ Kim Sơn, lúc cấm địa bị phá Lâm Phong và đoàn Hân Diệp cùng nhau xa. Mộng tình sao có thể không biết Hân Diệp được. Nàng thậm chí biết đoàn Hân Diệp có tình cảm với Lâm Phong. Đều là nữ nhân nàng có thể đọc được rất nhiều thứ từ ánh mắt Hân Diệp. Khi nhìn Lâm Phong, đây là trực giác riêng của phụ nữ. Hơn nữa lúc này, Hân Diệp đi cạnh Lâm Phong, cúi mắt xuống như vài phần sợ sệt. Thấy thế, mộng tình dường như hiểu cái gì đó. Không chỉ có nàng, Mộng Hà cũng nhận ra điều gì. Mắt nàng không khỏi hiện lên cổ quái, thậm chí nhịn không được nhìn sang Lâm Hải. Lâm Hải ngẩn người rồi lập tức cúi đầu xuống. Tuy nhiên khi cúi đầu, ông lại khẽ mỉm cười. Đứa con này của ông còn là mạnh hơn cả ông nữa mà. Lát sau, Lâm Phong đi tới trước mặt Mộng Hà cùng mộng tình. Mộng tình như chợt nghĩ đến gì, khẽ động tay cất bức họa cuốn vào bàn gỗ. Thế vậy Mộng Hà sửng sốt, lập tức thở dài một hơi. Mộng tình lúc này yêu thương Lâm Phong sâu sắc, nàng có thể dễ dàng cảm thụ được. Mặc dù lúc này mộng tình nghĩ đến chuyện cất bức họa kia đi trước tiên, sợ Lâm Phong thấy bức họa nàng vẽ không đẹp, bởi vì người mà nàng vẽ trong bức tranh là Lâm Phong. Lâm Phong đứng cạnh Mộng Hà cùng mộng tình, khẽ chuyển mắt nhìn một vòng dừng trên người mộng tình. Lâm Phong hé miệng định nói gì đó nhưng lại muốn nói rồi thôi, rồi lại dường như không thể thốt lên lời. Đồng thời mắt hắn lộ vẻ khác thường, dường như vài phần áy náy. Thế thế sao mộng tình và mộng hà không rõ? Nguyệt Mộng Hà khẽ lắc đầu cũng không biết nói gì. Tuy nhiên đúng lúc này mộng tình đứng dậy khiến Lâm Phong giật mình. Mắt hắn chuyển theo bước đi của mộng tình, chỉ thấy mộng tình vòng qua chiếc bàn tới cạnh Hân Diệp. Điều này khiến đầu Hân Diệp lại cúi thấp, như một cô bé làm sai chuyện trái tim đập thình thịch. Nàng thậm chí nghe được tiếng tim mình. Xin lỗi, giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng Hân Diệp. Tuy là công chúa tôn quý, nhưng dù sao Lâm Phong và mộng tình vốn yêu nhau, điểm ấy nàng biết rõ trong lòng. Nàng cũng yêu Lâm Phong tới mức không kìm nén được. Cho dù thế nào nàng cũng là kẻ xen vào. Hơn nữa, dù thân phận nàng cao quý thật đấy, trước mặt mộng tình thì nàng chẳng thể tỏ ra cao ngạo chút nào. Mộng tình thánh khiết tựa tiền tử, không chỉ khiến đàn ông siêu lòng, mà nữ như nàng trước mặt mộng tình cũng thấy rất áp lực. Vì một thanh âm khiến đoàn Hân Diệp cúi đầu sửng sốt, lập tức ngẩng đầu thấy mộng tình dịu dàng mỉm cười với nàng. Không ngờ mộng tình lại cười. Hân Diệp gần như là cho rằng mình nhìn lầm. Nhưng mà khuôn mặt thánh khiết hoàn mỹ này quả thực là đang nở nụ cười ôn hòa, không có trách cứ hay phẫn nộ. Không chỉ đoàn Hân Diệp, Lâm Phong và Mộng Hà sửng sốt kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt mộng tình. Hân Diệp, cô là công chúa điện hạ chắc biết vẽ tranh. May quá, sau này có cô ở đây có thể thường xuyên dạy ta vẽ. Mộng tình kéo tay Hân Diệp, cả người Hân Diệp khẽ run, mặc mộng tình kéo tay mà ngơ ngác đứng như khúc gỗ chỉ nhìn. Đứng nhìn mộng tình. Mau tới đây nào. Mộng tình kéo tay Hân Diệp, đến chỗ nàng vừa ngồi lập tức lấy bút vẽ và giấy ra, trải trên mặt bàn cho Hân Diệp. Lúc này khuôn mặt nàng không có chút lạnh lùng hàn băng như trước, thay vào đó là nụ cười ấm áp chân thành. Mộng tình, Lâm Phong gọi mộng tình chỉ chừng mắt nhìn hắn, quay qua nói chuyện với Hân Diệp trực tiếp coi hắn là không khí. Nguyệt Mộng Hà tới cạnh Lâm Phong, kéo Lâm Phong đi tới đằng xa. Lâm Phong đương nhiên hiểu ý Mộng Hà, bước theo Mộng Hà, cả hai tới bên người Lâm Hải. Mẫu thân, Lâm Phong gọi một tiếng chẳng biết nói gì cho phải. Nguyệt Mộng Hà liếc Lâm Phong cũng không quở trách chỉ cười. Tiểu Phong, con và công chúa Hân Diệp là chuyện gì xảy ra?
Lâm Phong cười khổ từ từ nói chuyện giữa mình và Hân Diệp, kể chuyện đêm qua cũng chẳng giấu giếm nói hết cho Mộng Hà cùng Lâm Hải nghe. Tuy thế giới lạnh lùng như vậy nhưng phần tình thân này là quan trọng nhất trong lòng Lâm Phong. Hắn là dùng tất cả quý trọng chúng. Đối với Mộng Hà và Lâm Hải hắn chẳng còn che giấu gì nữa. Nghe Lâm Phong kể xong, Mộng Hà thở dài một tiếng là lườm Lâm Phong một cái nói: thật không biết con có phải là tu được phúc từ kiếp trước không. Công chúa Hân Diệp vì con mà không quản ngại gì. Mà Mộng Tình, nếu con không biết quý trọng thì ta cũng không bỏ qua cho con đâu. Không cần xem cái khác, sợ con nhìn Mộng Tình biểu hiện thế nào là con biết con bé để ý tới con tới mức nào. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, tuyệt không cho phép phụ bạc con bé đó. Nguyệt Mộng Hà vô cùng trịnh trọng nói, khiến Lâm Phong kinh ngạc. Hắn gật đầu thật mạnh, sao có thể phụ bạc Mộng Tình, người con gái hắn yêu nhất cho được. Chương 526, Họa Tâm. Lời Nguyệt Mộng Hà khiến Lâm Phong kinh ngạc. Xem ra mẫu thân là hoàn toàn nhận Mộng Tình rồi, cho nên mới trịnh trọng dặn dò hắn như thế. Lâm Phong mỉm cười, mẫu thần thích Mộng Tình như vậy hắn đương nhiên vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn Mộng Tình và Hân Diệp cách đó không xa, hai người đang cùng nhau thảo luận chuyện gì. Lúc này đoàn Hân Diệp trông có vẻ thả lỏng hơn, nàng mỉm cười trông rạng rỡ. Điều này làm cho tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Phong như được đỡ xuống. Có thể tưởng như vậy hắn còn gì có thể nói. Không cần Nguyệt Mộng Hà dặn dò hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Yêu thương quý trọng người phụ nữ của mình. Nhớ tới lời mà Mộng Tình cùng Hân Diệp từng nói, Lâm Phong cười ngây ngốc. Các nàng nói lời này không phải là vô căn cứ hay mạnh miệng mà thực sự làm được. Mộng Tình từng nói rằng sẽ không để ý chuyện cạnh hắn có người phụ nữ khác. Và đoàn Hân Diệp cũng từng nói nàng không để ý danh phận, chỉ muốn theo Lâm Phong hắn là được. Đúng là thằng nhóc may mắn. Lâm Hải bên cạnh lẩm bẩm một tiếng. Ông cũng nở nụ cười, con mình ưu tú như vậy có được hai người thê tử tốt. Người làm cha như ông đương nhiên cao hứng. Sao nào, ý ông là ông bất hạnh hả? Nguyễn Mộng Hà chừng nhìn Lâm Hải khiến Lâm Hải hơi sừng sốt, sau đó chớp chớp mắt khẽ cười. Không không, ta là kẻ may mắn mà. Nói xong Lâm Hải lại tiếp tục cúi đầu điều khác tiếp. Cảnh tượng ấm áp này khiến cho nụ cười Lâm Phong càng rạng rỡ, hắn thấp giọng nói. Giờ thì còn biết phụ thân sợ gì rồi. Tiểu tử thối, nói chuyện chú ý một chút. Lâm Hải trợn mắt chừng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong vội lắc đầu quay mặt đi, coi như chưa từng có chuyện xảy ra. Đi đi. Đối với Mộng Tình và Hân Diệp, đối tốt. Nguyệt Mộng Hà nhìn hai nàng cách đó không xa rồi cười với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu chậm rãi tới cạnh hai nàng. Lúc này Mộng Tình cầm một cây cọ, đặt giấy trước người, đang cùng Hân Diệp học vẽ mấy thứ, phác họa một vài hình vẽ. Hai người đều coi Lâm Phong là không khí, mà đắm chìm trong niềm vui của mình. Lâm Phong lại bị gạt bỏ một bên. Tất cả ngoài dự liệu của Lâm Phong nhưng khiến hắn vui vẻ. Đoàn Hân Diệp ở lại tường Tư Lâm hai ngày. Hai ngày đều là ở cùng Mộng Tình, dạy Mộng Tình vẽ tranh, thi thoảng lại là trò chuyện vui vẻ. Đáng thương cho Lâm Phong bị gạt ra rìa. Đúng hai ngày, hai nàng đều chẳng ai để ý đến hắn, khiến hắn vô cùng bực bội. Thực là không biết đặt trêu chọc người nào. Mãi tới ngày thứ ba, Đoàn Vương Nhai phái người tới tường Tư Lâm đón Hân Diệp đi, đồng thời là tặng cho Lâm Phong một tin. Sứ thần Nhược Lam Sơn, đế quốc Long Sơn, lệnh Lâm Phong 3 ngày sau tập trung ngoài hoàng cung chuẩn bị xuất phát. Lần này là bọn họ chuẩn bị tới đế quốc Long Sơn. Tin vừa ra, tuyết nguyệt sôi trào, người đại hội tuyết vực sắp lên đường đến đế quốc Long Sơn. Không biết lần này là mấy người của tuyết nguyệt tham gia đại hội tuyết vực. Lâm Phong cũng đang suy đoán, Nhược Lam Sơn còn chưa thực sự tuyển chọn cuối cùng là quyết định ngày xuất phát. Nhưng 3 ngày cũng tốt, đại hội tuyết vực chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu mà xuất phát sớm có thể hiểu được thêm thiên tài đế quốc. Như vậy, đám đoàn vô đạo, Đoàn Vương Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh đều nhận được thư mời. Lâm Phong thầm đoán trong lòng, cũng không phải giờ phút này. Lúc này Lâm Phong ngồi trên một chiếc chiến ở giữa rừng trúc. Trên mặt đất trải một chiếc chiếu thật lớn, trong đó là bày một bức tranh. Lâm Phong đang cầm bút vẽ, không ngừng lướt qua những nét vẽ bức tranh. Ở trước Lâm Phong 3 mét, Mộng Tình ngồi đó, mặc kệ Lâm Phong múa bút thế nào vẫn yên tĩnh ngồi. Dường như trời đất này ngoài cô gái trước mặt và bút vẽ trong tay chẳng còn gì khác. Một người con gái dần được phác họa dưới nét bút của Lâm Phong.
dịu dàng nhàn thục, thánh khiết như tiên, nhưng lại vài phần phiêu nhiên. Nhưng trong bức tranh này dường như là khiếu khuyết vài phần mỹ cảm. Không được, Lâm Phong cái lắc đầu dường như không hài lòng, lập tức xé nát bức họa vẽ ra. Bàn tay hắn là một ngọn lửa đốt bốc lên, đốt trang giấy thành tro tàn. Lâm Phong, huynh còn định vẽ bao lâu nữa? Bọn Tình khẽ hỏi, nàng ngồi đây rất lâu. Lâm Phong cũng vẽ rất nhiều bức, nhưng không lần nào thành công. Cứ từng tờ bị hắn xé rồi đốt cháy. Khiến Mộng Tình buồn bực, vốn là để Đoàn Hân Diệp dạy nàng vẽ tranh, sao Lâm Phong lại không buông tha mà đòi vẽ tranh về nàng? Hơn nữa là đòi nàng phải ngồi trước mặt, còn phải đợi đến khi ta vẽ nàng mới được. Lâm Phong không tế phiền, cười nói như thế với Mộng Tình. Mộng Tình im lặng ngồi đó chứ không rời, thanh tao thoát tục. Chỉ nhìn nàng thôi là thấy một cái phong cảnh xinh đẹp vô cùng rồi. Tiếng soàn soạt vàng lại là một bức nữa được vẽ ra. Lâm Phong nhìn họa lại nhìn Mộng Tình rất giống. Hiện giờ Lâm Phong có thể phác họa được tướng mạo của người, điểm thiếu khuyết duy nhất là trình độ điều luyện. Không được, Lâm Phong lại thầm một tiếng, vạch bút qua, tờ tranh rách nát, ánh lửa lóe lên, lại là một bức tranh bị Lâm Phong đốt cháy. Lâm Phong lấy giấy ra trải trên bàn, hắn nhìn Mộng Tình lần nữa, dường như lúc này trong mắt hắn chỉ còn mình Mộng Tình mà chẳng còn thứ khác. Nhấc bút lên, Lâm Phong trầm mặc lập tức hạ bút. Tiếng sàn sạt không ngừng vang, làn gió nhẹ thoảng qua rừng trúc, trong không gian yên tĩnh tràn ngập hơi thở lãng mạn. Không đúng, không đúng, vẫn chưa đúng. Lâm Phong không ngừng vẽ tướng mạo Mộng Tình rất giống, chỉ có thiếu vài phần thần vận. Loại thần vận sinh mệnh, loại thần vật thánh khiết đẹp đẽ khiến cho vạn vật thất sắc. Không biết Lâm Phong đã đốt bao nhiêu bức. Mộng Tình ngồi im trong rừng trúc, nhìn Lâm Phong cao mày không hề có chút mất kiên nhẫn, mà ngược lại lòng bỗng ngọt ngào. Lâm Phong chăm chú nhìn nàng mà nàng cũng nhìn Lâm Phong. Cho dù không có bất cứ kết nối trao đổi, nhưng nhiều điểm chỉ cần một ánh mắt là đủ, là bọn họ hiểu được suy nghĩ đối phương. Thời gian dần trôi, màn đêm đen bao lấy không trung, trời đất là một mảng đen tối. Màn đêm tối tới dần rồi lại tới sáng, đêm tối và ban ngày luân phiên, thời gian trôi qua như vậy. Nhưng Lâm Phong vẫn trầm mặc, từ sáng tới tối mịt lại là đêm tới ban ngày, thủy triều lên xuống, hoa lở hoa tàn, dường như là muốn xem hết phồn hoa thế gian. Cuối cùng, ở ngày thứ ba, Lâm Phong nhấc bút trong tay cứ thế mà trèo ở không trung. Hắn nhìn Mộng Tình cứ như vậy, một làn gió thổi tung bay mái tóc dài của Lâm Phong, hắn chậm rãi nhắm mắt. Hắn không nhìn Mộng Tình nữa, nhắm chặt mắt. Lúc này tay hắn lại hạ, tiếng soàn soạt lần nữa vang, lần này không có chút hỗn độn mà là tự nhiên rõ ràng, hồn nhiên thiên thành. Lâm Phong nhắm mắt lại, tay hắn không ngừng múa bút thuận thế như vậy. Dường như những cái trở ngại ba ngày này hoàn toàn bị dỡ bỏ trong thời khắc này, lưu loát gọn gàng, ngay cả tạm dừng cũng không có. Phủ, tiếng gió xào xạc, Lâm Phong mở mắt nhìn bức tranh trước mặt, cuối cùng là hắn nở nụ cười rạng rỡ không thể giấu. Cuối cùng là khắc họa được rồi. Giờ phút này dưới ngòi bút của hắn, bức họa nắm giữ thần vận sinh mệnh, thần vận đẹp đẽ chứ không đơn giản là bức họa cuộn tròn. Mộng Tình ngẩng đầu nhìn bức tranh Lâm Phong tốn tầm huyết suốt 3 ngày này, nàng mỉm cười sáng lạn. Đẹp quá, nàng trong bức tranh này quá hoàn mỹ, như tiên tử trong hoa sắp bước ra trong tranh. Cuối cùng cũng vẽ được, Lâm Phong nói nhỏ một câu, hài lòng mỉm cười. Lâm Phong, nếu huynh dùng nhắm mắt có thể vẽ ra thì sao luôn như thế? Bởi vì ta cần cảm thụ sự hiện hữu của nàng, mãi tới khi dấu vết nàng khắc ghi trong đầu, trong lòng ta. Lâm Phong nói cười dịu dàng với Mộng Tình. Có bức tranh này, trên đường đi nếu ta nhớ nàng có thể dở nó ra xem. Mà vì sao nhắm mắt khắc họa? Là vì người ta muốn vẽ là nàng. Mộng Tình, dùng mắt thì ta không thể vẽ ra nàng được, chỉ có thể dùng tâm. Mộng Tình cảm thấy mắt hơi sót, nàng giơ tay vuốt mái tóc dài, vẻ đẹp khiến cho vạn vật mất sắc thái, khiến Lâm Phong nhắm mắt mà khắc họa. Hắn là dùng tâm mình để vẽ, là thứ hắn vẽ đó không chỉ là dung nhan Mộng Tình, còn là tâm của Mộng Tình nữa. Chương 527 khởi hành. Lần này tới đế quốc Long Sơn có lẽ gặp phải không ít nguy cơ. Lâm Phong đương nhiên là không dẫn Mộng Tình theo mà để Mộng Tình ở lại Tường Tư Lâm. Chỉ có cùng kỳ là khởi hành cùng hắn. Trước khi rời đi, Lâm Phong lại tới nơi Đoàn Hân Diệp sinh sống. Hắn bỗng phát hiện
Đoàn Hắc Diệp đã không còn trong Khê Lâm Sơn phủ, ngay cả thị nữ cũng không thấy ai. Điều này khiến Lâm Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tầm cờ của Đoàn Vô Nhai thật thâm trầm, không ngờ là chuyện Hân Diệp đi nơi khác không chán gặp nàng. Không còn cách nào khác, Lâm Phong đành phải thôi tìm người cưỡi trên lưng Củng Kỳ, một người một thú đi về phía Vô Nhai Sơn. Nơi đó chính là nơi tập trung trước khi xuất phát. Lúc này trên vùng đất rộng lớn Vô Nhai Sơn kia đã có một hàng người đứng đó. Người của đế quốc Long Sơn ngoại trừ xa thì chính là thiên tài Tuyết Nguyệt. Lâm Phong túy nhìn lướt qua phát hiện tất cả 9 người. Lâm Phong, hắn, Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thiên Bệnh, Phù Thành, Vũ Cầm, Vũ Kiếm, Vân Phi Dương. Hai người nữa thì Lâm Phong nhận không ra, hai người mặc một thân áo đen. Đứng thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực, trên người họ lộ vẻ lạnh lùng mà khuôn mặt kiên nghị thì không có cảm tình. Bình tĩnh chẳng gợn sóng. Hơn nữa, hai người này lại chỉ đứng một bên chứ không đứng chung với người khác, vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ hai người này, bảy người khác cộng thêm Đoàn Vô Đạo xếp thứ nhất trong bát đại công tử, chính là bát đại công tử mới nhất Tuyết Nguyệt. Tin rằng lần này trở về trước khi bát đại công tử được sắp xếp lại. Mà về phần hai người bỗng dưng xuất hiện cũng là ngoài dự liệu Lâm Phong. Hơn nữa vẻ mặt bọn họ bình tĩnh lạnh lùng như thế, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được hai người này không phải kẻ tốt đẹp, có lẽ thực lực rất mạnh. Còn thiếu Vô Đạo thái tử, Nhược Lam Sơn nhìn chính người trước mặt mở miệng nói mà ánh mắt ông ta nhìn qua Đoàn Vô Nhai. Lần này tới nước Tuyết Nguyệt, người ông ta coi trọng chính là 9 người trước mặt. Về phần Đoàn Vô Nhai đã được Tuyết Nguyệt công nhận, ông ta sớm nghe qua, căn bản không cần gặp, cũng biết lần đại hội thuyết phục này chắc chắn không thể thiếu Đoàn Vô Đạo. Nhược tiền bối, Hoàng Hinh Hà từ trước tới nay độc lai độc vãng, không thích đồng hành với ai. Hoàng Huynh nhờ ta nhắn người, chúng ta cứ tới đế quốc Long Sơn là được. Khi đại hội tuyết vực tổ chức, Hoàng Huynh đại diện phía đế quốc Long Sơn xuất chiến. Đoàn Vô Nhai mỉm cười, Nhược Lam Sơn khẽ nhíu mày. Đoàn Vô Đạo không muốn đi cùng họ, nhưng chỉ một lát sau Nhược Lam Sơn gật đầu. Loại người như Đoàn Vô Đạo hống hách vô cùng, thực lực dũng mãnh hơn người, không đồng hành với họ là chuyện thường. Hơn nữa ông ta hoàn toàn tin tưởng Đoàn Vô Đạo nhất định xuất hiện ở đại hội tuyết vực, chỉ bằng chấp niệm cùng theo đuổi võ đạo của Đoàn Vô Đạo. Tuy người khác nói Đoàn Vô Đạo hống hách bá đạo, hắn cũng không phải không một lòng cầu võ đạo. Võ đạo của hắn là bá đạo, người nghịch thì chết, thuận thì sống. Được rồi, chúng ta lên đường trước. Nhược Lam Sơn gật đầu không nói thêm. Nhược tiền bối, có một chuyện mà Vô Nhai cảm thấy vô cùng có lỗi. Vô Nhai lên tiếng. Nhược Lam Sơn sửng sốt nhìn y. Vô Nhai điện hạ, có chuyện gì? Hiện giờ phụ hoàng của ta không để ý tới nước Tuyết Nguyệt, hoàng huynh ta chỉ là nghiên cứu võ đạo, toàn bộ chuyện là từ cao tới thấp Tuyết Nguyệt do ta xử trí, thành ra ta chẳng rảnh rang bao giờ, có lẽ không thể tham gia đại hội tuyết vực lần này, mong Nhược tiền bối thứ tội. Đoàn Vô Nhai hơi khom người với Nhược Lam Sơn, mắt tràn đầy áy náy. Lời của hắn khiến mọi người sửng sốt. Đoàn Vô Nhai xếp hạng thứ tư trong đại bát đại công tử, thậm chí hiện giờ không ai rõ thực lực cụ thể của hắn, nhưng hắn đã bỏ cơ hội tham gia đại hội tuyết vực, muốn ở lại Tuyết Nguyệt. Ngay cả Nhược Lam Sơn cũng không nhịn được mà nhíu mày. Lần đại hội tuyết vực này, Tuyết Nguyệt đại diện cho đế quốc Long Sơn ông ta xuất hiện, nên ông ta tất nhiên hy vọng thực lực bên này càng mạnh càng tốt. Nhưng lúc này Đoàn Vô Nhai lại nói với ông hắn không thể xuất chiến, khiến Nhược Lam Sơn hơi không vui. Dù sao Đoàn Vô Nhai là xếp hạng thứ tư trong bát đại công tử, hơn nữa với lòng dạ của Đoàn Vô Nhai, thực lực chân chính của hắn chắc chắn mạnh hơn chứ chẳng yếu. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng Nhược Lam Sơn biết rõ Đoàn Vô Nhai là kẻ am hiểm ẩn giấu bản thân, vô cùng thông minh. Vô Nhai điện hạ, thực lực người mạnh như thế, nếu không tham gia đại hội tuyết vực thì đáng tiếc quá. Nhược Lam Sơn trấn tĩnh bản thân, khiến giọng của mình không phập phồng. Tiền bối, các vị ở đây đều là tuấn kiệt chân chính Tuyết Nguyệt ta, thực lực không hề yếu hơn ta. Hơn nữa còn có Hoàng Huynh vô cùng hùng mạnh của ta, có thể lấy một địch 10. Có bọn họ với chút tu vị yếu kém đó của Vô Nhai, đi hay không chẳng ảnh hưởng mấy. Hơn nữa Vô Nhai thực sự không thể dành thời gian cho việc khác ngoài chuyện Tuyết Nguyệt được, mong tiền bối thông cảm. Đoàn Vô Nhai khách khí nói. Nhược Nam Sơn chậm ngầm gật đầu. Ông ta biết với tính cách của Đoàn Vô Nhai, chỉ sợ đã có toàn tính trong lòng. Ông ta muốn đổi ý định của Đoàn Vô Nhai vốn là chuyện không thể làm. Nếu đã vậy ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là hơi tiếc mà thôi.
Nhạc Lam Sơn thở dài, lập tức chuyển ánh mắt nhìn đám người còn lại một vòng, nói: "Được rồi, phụ hoàng nhà điện hạ đã không tham gia, ta tin các vị cũng có thể dành vinh quang về cho Tuyết Nguyệt. Chúng ta chuẩn bị lên đường." Dứt lời, Nhạc Lam Sơn huýt gió một tiếng, lập tức có tiếng rít gào bén vang lên. Từ hư không là một cái hàng hắc ưng vỗ cánh bay tới, chỉ một lúc là giáng xuống trước mặt mọi người. Đế quốc Long Sơn cách Tuyết Nguyệt rất xa, đám người Nhạc Lam Sơn đương nhiên không thể đi đường bộ, mà ngự không với khoảng cách như vậy, bọn họ không có nhiều chân nguyên lực cùng tinh thần chống đỡ, dùng yêu thú thay thế đi bộ là chuyện thường thấy nhất. Những hắc ưng này bay tới là hắc phong ưng, huyền yêu thú, tốc độ cực nhanh hơn xa người dạo bước trong hư không rất nhiều. 6 con hắc phong ưng, mỗi một con là có thể vừa đủ cho 3 người cưỡi. Nhạc Lam Sơn và Kiếm Thần nhảy lên một con rồi nói với những người còn lại: "Các vị cứ 3 người một bước lên đám hắc phong ưng, chúng ta là chuẩn bị xuất phát." Mọi người khẽ gật đầu, cứ 3 người một bước lên lưng rộng hắc phong ưng. Nhưng Lâm Phong là không tới, tốc độ mãnh thú cùng kỳ cực nhanh, hoàn toàn không thua kém hắc phong ưng. Lâm Phong bước trên lưng cùng kỳ, mà cùng kỳ là sang cánh ra màu đỏ lửa rực, trông thật là oai phong bất phàm. Nó chỉ trừng mắt một cái là khiến đám hắc phong ưng sợ hãi, vẻ uy nghiêm của mãnh thú được biểu thị rõ ràng. "Lâm Phong, có để ý gì không khi ta đi cùng ngươi?" Giọng nói vang, Vân Phi Dương đi đến trước người Lâm Phong hỏi. "Đương nhiên là không ngại, cứ lên đi." Lâm Phong thản nhiên nói. Vân Phi Dương từng giúp hắn là không có từ chối thỉnh cầu của Vân Phi Dương. Vù một tiếng gió lướt qua, bóng người lóe lên khiến ánh mắt Lâm Phong hơi cứng. Người nhảy lên lưng cùng kỳ Lâm Phong vô cùng quen thuộc là Lam Kiều của Tinh Mộng Các. Lam Kiều không đi theo đám Tinh Mộng Các mà chọn cưỡi cùng kỳ với hắn. "Sao vậy, không chào đón ta?" Lam Kiều liếc Lâm Phong một cái, lập tức ngồi xuống. Làm gì có vẻ cần Lâm Phong chào đón chứ, trong nàng tự nhiên vô cùng. Lâm Phong cười rồi lắc đầu, đương nhiên là không ngại. Lam Kiều lên, nhìn nữ tử ngồi trước mặt này, Lâm Phong nói: "Chỉ cần người muốn ta đương nhiên là hoan nghênh." "Ngươi trở nên khách khí như vậy từ khi nào thế?" Lam Kiều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, giọng như cũ lãnh đạm khiến Lâm Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ chứ chẳng biết rõ nói gì. "Ngươi chưa từng tới đế quốc Long Sơn nhỉ? Lần này tới có lẽ là ở lại mấy ngày. Chẳng lẽ ngươi không muốn tạo quan hệ tốt với ta, để ta dẫn ngươi đi du lịch đế quốc Long Sơn một phen?" Thế Lâm Phong im lặng, Lam Kiều lại lên tiếng hỏi. Lâm Phong trầm ngâm một lát, thật sự là hắn chưa từng bước khỏi biên giới Tuyết Nguyệt. Lần này tới đế quốc có khi là nên loanh quanh một phen. Hơn nữa hiện giờ hắn là đúng đang cần một số thứ mà Tuyết Nguyệt không có, hy vọng có thể tìm được ở đế quốc Long Sơn. "Tới đế quốc Long Sơn rồi có lẽ phải làm phiền ngươi nhiều." Lâm Phong nói với Lam Kiều, Lam Kiều khẽ mỉm cười trông khá đắc ý. Cái này cũng có lúc phải cầu cạnh nàng. Nhìn vẻ mặt của Lam Kiều, Lâm Phong lắc đầu, Lam Kiều lại còn muốn hắn phải thế nào nữa. Vân Phi Dương nhìn hai người im lặng một lúc, lập tức lở lụ cười. Thật thú vị, hóa ra lữ tử đế quốc Long Sơn đúng là có vài phần ái mộ Lâm Phong rồi. Chương 528: Tu luyện trên không. Giữa không trung, đám hắc phong ngừng bay lượn ngược theo gió, gào thét đi trước, dòng khí mạnh mẽ quất vào trên người mỗi người, phát ra tiếng kêu phần phật. Ba người Lâm Phong, Vân Phi Dương và Lam Kiều cưỡi trên mình mãnh thú cùng kỳ. Lam Kiều ngồi ở giữa cánh, mà Vân Phi Dương ngồi đằng sau lưng cùng kỳ, chỉ duy có Lâm Phong là đứng. Trải tầm mắt xuống dưới, nhìn những cái đám mây lướt vội cùng với tòa thành trì, hay những con đường lớn bên dưới, hoặc là dặng núi rừng già, lòng hắn có vài phần cảm thán. Cuối cùng cũng rời Tuyết Nguyệt, chỉ là tạm thời, nhưng mà Lâm Phong vẫn khó tránh có cảm xúc. Tới đại lục cửu tiêu này, hắn là quyết chí leo trên võ đạo, lăng vân thiên hạ. Khi còn ở Tuyết Nguyệt, hắn luôn mong ngóng, không biết bên ngoài đại lục như thế nào. Hắn vẫn là cát cao một ngày nào đó, khi thực lực đủ mạnh mà người hắn yêu thương đi khắp đại lục, bước ngàn dặm non sông. Tới đế quốc Long Sơn, sau đó tham gia đại hội Tuyết Vực chỉ là bước đầu tiên, không phải kết thúc. Mà từ khi hắn bước ra khỏi Tuyết Nguyệt, mục tiêu đâu phải chỉ còn là Tuyết Nguyệt, cũng chẳng phải đế quốc Long Sơn, thậm chí không phải Tuyết Vực, mà là phương xa vô tận kia, là toàn bộ đại lục mênh mông này.
người tiền kiếp đều có người thành hiệp giả, có giấc mơ đạt được thực lực hùng mạnh. Hiện giờ hắn có năng lực theo đuổi, sao không thăm dò một phen, theo đuổi một phen thế đỉnh cao võ đạo như người ta đồn thổi, có thể hủy diệt trời đất, đốt núi nấu biển. Đó là một cái loại thần thông thủ đoạn thế nào? Sẽ có một ngày Lâm Phong hắn đạt cảnh giới đó. Giống như trước kia hắn khát vọng có thể đạp lên không trung mà bay lượn, hiện giờ hắn có thể đứng trên đám mây rồi. Lâm Phong còn đang suy nghĩ về cực hạn của võ đạo hùng mạnh cỡ nào, có thể đâm thủng bầu trời, giết chết thần ma muôn đời hay không. Lam Kiều ngẩng đầu liếc Lâm Phong đứng đó, bóng lưng không có rắn chắc mà trông gầy yếu kia lại mang vài phần hiu quạnh, lại như thanh kiếm đứng thẳng tắp. Bóng lưng sừng sững không gấp khúc, chỉ liếc bóng lưng thôi dường như có thể đọc hiểu ý chí Lâm Phong kiên cường thế nào. Lâm Phong, tầm mắt của hắn không biết nhìn xa tới đâu. Lam Kiều tự thì thào nói với mình, cô cũng từng Lâm Phong chung một đoạn thời gian, có khi Lâm Phong bất cần đời, có khi hắn lạnh lùng bá đạo, thậm chí vài phần cố chấp. Chỉ cần thứ hắn định làm, nhất định làm cho bằng được bất kể hậu quả, bất luận thiện ác, thậm chí giận dữ có thể máu chảy thành sông. Nhưng trên tên sát thần này, ai có thể cảm nhận được sự cô đơn và lối bình thường từ tận đáy lòng hắn. Khi mới tới thế giới, thứ hắn đối mặt đầu tiên là huynh đệ tương tàn, còn bá phụ cùng thúc phụ muốn lấy mạng hắn, sau đó bị gia tộc đuổi đi. Ngày lúc ngoài Lâm Hải ra, Lâm Phong hoàn toàn không có người thân khác, thế giới này dường như chỉ mình hắn. Tất cả hắn là tự dựa vào bản thân, hắn không giết người, người lại muốn giết hắn. Khổng lão bắc lão khiến hắn cảm thụ sự che chở bề trên, mặc dù không lão nói được mấy câu với hắn, hắn là luôn quý trọng phần tình cảm này, nhưng kết cục thì sao? Toàn Vân Hải Tông bị diệt, khổng lão vì bảo vệ hắn mà chết. Bắc lão rõ ràng chạy thoát nhưng lại quay về lấy thần Tuẫn Tông. Tất cả là gieo xuống một hạt mầm lạnh lùng sát phạt trong lòng hắn. Mãi tới khi Yên Vũ Bình Sinh dùng sát phạt nhen nhóm hắn, hắn là hoàn toàn buông lỏng tâm mình, làm theo ý mình, tất cả theo bản tâm. Dù có bị người ta phỉ nhổ, dù là vạn người căm hận, hắn cũng không quan tâm. Người hắn để ý chỉ một đám người không hề nhiều vì hắn, mà người hắn quan tâm có giết chóc vạn lần hắn cũng không tiếc. Phải tăng tốc để sớm tới đế quốc Long Sơn thôi. Mọi người chú ý, một giọng phiêu đãng trong hư không truyền vào tai là giọng của Nhược Lam Sơn. Hắn mới nói xong là tốc độ hắc phong ưng đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, dòng khí cũng nhanh hơn, mạnh hơn hẳn, không ngừng đập vào đám người khiến trò mặt cũng đau nhức. Tốc độ cùng kỳ cũng nhanh hơn, giống đám hắc phong ưng kia. Lâm Phong đứng trên cùng kỳ ngắm nhìn phía xa như trước, thần sắc không dao động, để mặc kình phong đập người mà khuôn mặt chẳng đổi, chỉ có quần áo trên người là bay phần phật, dường như bất cứ lúc nào cũng bị kình phong xé thành mảnh nhỏ. Nhược Lam Sơn ngồi trên hắc phong ưng ở phía sau cùng, nhìn đám người ở trên hắc phong ưng phía trước, mắt lóe không chừng. Những kẻ này rất nhiều người là phải dùng lực lượng chân nguyên giảm bớt áp lực từ kình phong kéo tới, cũng có người sinh ra sức né tránh trận gió. Chỉ có ít người là duy trì động tác lúc đầu đứng thẳng nơi đó để mặc cho gió mạnh ùa tới. Trong đó có Lâm Phong. Trận gió cuồng bão phả vào mặt, vào người mạnh tới nỗi như muốn xé rách da thịt hắn ra. Lúc này tốc độ cùng kỳ rất nhanh, càng lúc càng nhanh, gió ngược chiều càng là lúc càng mạnh. Khi tốc độ người tới tận cùng, gió là như lưỡi dao. Nếu lúc chiến đấu ngắn ngủi bình thường thì không có nhận ra, mà lúc này lại đã phi hành trong khoảng thời gian dài, sẽ cảm nhận sự khủng bố của gió rõ ràng. Lâm Phong nhắm mắt lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngay ngắn như bức tượng Phật, bất động như núi, để mặc cho cuồng phong ào vào người. Ở trong đầu Lâm Phong, một bức tượng Phật mà xuất hiện ở đó như mãi mãi vĩnh hằng, là Phật là ma. Trong thân thể Lâm Phong, một cái dòng khí hùng mạnh không tự chủ được mà quay cuồng lên. Cuồng phong mạnh mẽ thổi vào người kia, chẳng những không thể cắt được xa thịt của Lâm Phong, mà thậm chí còn đang rèn luyện thân thể của hắn, thiên truy bách luyện. Xuy xuy, một cái dòng khí mãnh liệt thổi qua, vang lên tiếng nhỏ. Mọi người chỉ thấy quần áo trên người Lâm Phong trực tiếp rách ra, bay theo cơn gió trôi về phía sau, bay tới nơi xa. Lâm Phong mình trần ngồi đó, ở tầm mắt mọi người, bọn họ có thể thấy một cái dòng sức mạnh chảy ra trong từng da thịt của Lâm Phong, như thể là chu thiên tuần hoàn cực kỳ thần kỳ. Ồ,
Rất nhiều người đã chú ý cảnh tượng này đồng tử không khỏi co rút. Đây là chuyện gì? Trong lúc này mà Lâm Phong lại tu luyện. Đường cong lưu động trên người Lâm Phong rõ ràng là luồng sức mạnh hùng mạnh, hơn nữa không phải chân nguyên lực. Ngoài chân nguyên lực, Lâm Phong là tu luyện một loại sức mạnh khác. Giỏi thật, Nhược Nam Sơn cũng nhìn Lâm Phong mắt lóe. Lực lượng lưu động trên người Lâm Phong rất mạnh. Điều này càng khiến cho Nhược Nam Sơn bội phục là ngộ tính và định lực của Lâm Phong. Trong tình huống như vậy mà hắn vẫn có thể tu luyện. Phía sau cùng kỳ, lưng Hắc Phong ưng, một người đứng thẳng đó mặt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, mà tay hắn đặt trên hông. Đó là một thanh kiếm, tay hắn là nắm vào kiếm dường như kiếm hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, giết người. Người này có vẻ thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, cả người mang cố anh khí, đúng là kiếm tu xếp hạng cuối trong bát đại công tử Tuyết Nguyệt Vũ Kiếm. Giờ phút này mắt hắn sắc bén như kiếm, chằm chằm nhìn lưng Lâm Phong. Tuy nhiên đúng lúc này Vũ Kiếm phát hiện ra Vân Phi Dương ngồi trên lưng cùng kỳ hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, miệng khẽ cười khiến Vũ Kiếm cứng đờ mắt. Vân Phi Dương dù mỉm cười nhưng dường như hoàn toàn thấy lòng dạ hắn. Vũ Kiếm nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng cười nhìn hắn, mắt kia chưa từng rời dù một khắc. Vũ Kiếm. Vũ Cầm ngồi ở trên lưng Hắc Phong ưng cùng Vũ Kiếm hô. Lúc này Vũ Kiếm mới bỏ bàn tay khỏi thanh kiếm, lập tức chậm rãi xoay người ngồi xuống, làm như chưa từng xảy ra chuyện. Mà Vân Phi Dương cũng cúi đầu dường như cũng chẳng có chuyện gì. Cảnh tượng này thậm chí chẳng khiến cho người ta chú ý, ánh mắt họ vẫn dán trên người Lâm Phong. Nhưng cảnh tượng vô tình phát sinh lại chẳng tránh khỏi ánh mắt Nhược Lam Sơn. Quái miệng hắn nhếch lên một nụ cười như có như không. Đối với ân oán giữa các kiên tài Tuyết Nguyệt, hắn ta đương nhiên biết một chút. Vũ Sa và Lâm Phong mối thủ sâu đậm, bên nào cũng muốn đối phương chết. Và rồi Vũ Kiếm không thể nghi ngờ là muốn ra tay đánh lén Lâm Phong. Trong lúc Lâm Phong ngộ đạo, nhưng Vân Phi Dương dường như là hữu ý vô tình giúp Lâm Phong. Nhưng dù không có Vân Phi Dương, nếu Vũ Kiếm dám hạ sát thủ Lâm Phong có thể được không? Điều này không người biết tới. Ít nhất trong mắt Nhược Lam Sơn thì không đơn giản như vậy. Nếu Lâm Phong dễ bị đánh lén như thế, hắn cũng không dám tu luyện ngay tại lúc này. Chương 529, Đế quốc Long Sơn. Cùng kỳ cùng đám Hắc Phong ưng bay nhanh trên như là mũi tên giữa không trung. Ba ngày sau, đoàn người đã vượt không biết bao thành trì. Bọn họ chỉ biết hiện giờ là rời khỏi Tuyết Nguyệt. Nhìn xuống phía dưới, tòa kiến trúc xây dựng còn là hùng vĩ và đồ sộ hơn cả Tuyết Nguyệt, mà đại đa số đều là thuần một màu trắng hệt như tuyết. Từng tòa thành lũy màu trắng, dù chỉ là túy quét mắt qua một lượt có thể cảm nhận được vẻ to lớn tráng lệ. Thành Thiên Ong, tới rồi. Lần này là trên lưng một Hắc Phong ưng, Nhược Lam Sơn mở miệng nói, làm đám người bên cạnh nhìn xuống dưới ánh mắt tỏa sáng. Thành Thiên Ong, hoàng thành đế quốc Long Sơn, thảo nào lại hùng vĩ mênh mông như thế. Trong ánh mắt bọn họ có kẻ kích động, cũng có kẻ từ sự kích động lại khẩn trương như có như không. Bọn họ bước ra từ Tuyết Nguyệt đế quốc đến hoàng thành mẫu đế quốc Long Sơn, Thành Thiên Long. Chúng ta chuẩn bị xuống thôi, Nhạc Nam Sơn lại nói. Mọi người gật đầu, chỉ có Lâm Phong nhắm chặt mắt như trước, đưa mình vào thế giới khác. Tất cả mọi chuyện xung quanh dường như không nghe. Lam Kiều đứng dậy tới cạnh Lâm Phong, mắt đẹp chằm chằm nhìn hắn. Tên này rõ ràng không còn tu luyện nữa, vì sao chưa tỉnh? Dương miệng Nam Kiều định nói gì nhưng lại là một cỗ nhuệ khí truyền tới, lời nàng định nói lập tức nuốt lại. Sau đó nàng thấy Lâm Phong mở mắt sáng ngời rực rỡ, ẩn chứa sắc bén. Nhuệ khí mà Lam Kiều cảm nhận chính là phóng ra từ mắt Lâm Phong. Đế quốc Long Sơn, liếc thành trì phía dưới, mắt sắc bén Lâm Phong nhìn là tỏa ra một cỗ hào hùng. Tới thế giới này được vài năm, giờ hắn cuối cùng đã bước trên bước chân đầu tiên, rời khỏi Đại Nguyệt tới Đại Lục. Xuống thôi. Một tiếng vang, Nhược Lam Sơn vừa dứt lời, đám Hắc Phong ưng kiền là lập tức trào liệng hạ xuống thành trì bên dưới. Lâm Phong dùng ý nghĩa mãnh tú cùng kỳ lập tức lượn xuống thành trì bên dưới. Chốc lát sau, đoàn người đáp xuống mặt đất. Hơn nữa là một cái khu vực khá rộng lớn, dường như là một cái lời diễn võ tù luyện rộng rãi, trống trải. Thỉnh thoảng có vài người đi tới đi lui, rất tò mò nhìn nhóm người xa lạ giáng từ trên trời xuống kia. Hoan nghênh các vị tới hoàng thành,
Thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn. Nhược Lam Sơn quay đầu nhìn mọi người mỉm cười nói, mặc dù dùng thân phận sứ thần của đế quốc đi thiên phòng cùng Tiết Nguyệt, nhưng mà dù sao đó chẳng phải là địa bàn của mình, ông ta ít nhiều có phần dè dặt. Hiện giờ trở lại Thiên Long mới có cảm giác như tảng đá trong lòng biến mất thoải mái. Chuyện tiếp theo chẳng cần ông ta quan tâm nhiều. Lâm Phong quan sát xung quanh, lúc này nơi bọn họ đứng là một cái diễn võ trường rộng lớn mênh mông. Mà ở phía bắc của diễn võ trường nằm cổng vòm thật lớn, trên nó khắc vài chữ to Long Hiển Cư. Để ta giới thiệu cho các vị một phen, tới thành Thiên Long rồi, kế tiếp các vị cần phải ở lại Long Hiển Cư mấy ngày. Ta báo trước cho nước Tiên Phong bảo họ là phái 10 vị thiên tài bọn họ xuất hiện ở Đại Hội Tuyết Vực. Khi bọn họ tới, sẽ cùng 16 đệ tử thiên tài các người cùng đế quốc Long Sơn ta tới tham gia Đại Hội Tuyết Vực. Nhược Lam Sơn chậm rãi nói, Đại Hội Tuyết Vực này 4 đế quốc, mỗi một đế quốc tuyển chọn 36 thiên tài. Thế lực mà đế quốc Long Sơn đại diện, nước Tuyết Nguyệt và Thiên Phong mỗi nước là 10 danh ngạch, mà đế quốc Long Sơn là 16 danh ngạch. Tất cả mọi người gật đầu, cũng chẳng có gì thế kỳ quái. Dù sao thực lực thiên tài đế quốc Long Sơn mạnh hơn Tuyết Nguyệt cùng Thiên Phong là chuyện thường. Đế quốc Trung Quỳ vẫn là đế quốc, cho dù tài nguyên tu luyện hay số lượng cường giả mạnh hơn nước phụ cận là chuyện quá đối bình thường. Trong Long Hiển Cư có không ít chỗ ở cùng với lời tu luyện. Nếu các người muốn thì có thể thoải mái tìm kiếm nơi mình thích, nơi đây vẫn là chuẩn bị cho các người. Long Hiển Cư chính là dịch quán. Người đế quốc Long Sơn dùng nơi này chiêu đãi người Tuyết Nguyệt họ cùng với nước Thiên Phong. Đế quốc quả là đế quốc. Lâm Phong hơi cúi đầu, mắt lóe vệt sáng. Người của đế quốc Long Sơn giá lầm Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt là khiến cho hoàng tử tự mình tiếp đón, trực tiếp bố trí người của đế quốc Long Sơn ở hoàng cung, cực kỳ cung kính cùng khách khí. Dù nghi lễ tối cao là tiếp đãi, mà bọn họ đến đế quốc Long Sơn hiển nhiên không có loại đãi ngộ đó. Người đế quốc Long Sơn chuẩn bị xong dịch quán cho họ ở, chứ không có dùng hoàng cung đón tiếp. Nhưng chênh lệch giữa đế quốc Long Sơn và Tuyết Nguyệt vẫn còn đó. Một là đế quốc tổng chủ, một chỉ là nước phụ thuộc. Mọi người đương nhiên là không dám ý kiến ý cò, chỉ là gật đầu mà thôi. Người tu luyện võ đạo cũng không có quá để ý chỗ ở, chỉ coi trọng vấn đề trình độ mà thôi. Sự coi trọng của bọn họ là vấn đề mặt mũi, còn hơn xa rất nhiều chỗ ở. Được rồi, các vị đi đường cũng vất vả, nghỉ ngơi trước đi, ta cũng không quấy rầy thêm. Nếu các vị có chuyện có thể thông qua người Long Hiển Cư tới tìm ta. Ngoài ra ta có một điều muốn báo cho các vị biết. Nếu các vị đã tới đế quốc Long Sơn, có xác định là nhân tuyển Đại Hội Tuyết Vực, ta không hy vọng giữa các vị xuất hiện tình huống tử vong. Tranh đấu thì được, hoàn toàn không cho phép sinh tử. Nhật Nam Sơn nói, mắt nhìn lướt qua đám người một vòng, nhất là khi dừng trên người vũ kiếm. Khi ở không trung, vũ kiếm muốn ra tay với Lâm Phong, mà hiện tại tới đế quốc Long Sơn, trong những người này có không ít kẻ muốn lấy mạng Lâm Phong. Nếu không giới hạn bọn họ ở chung một chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu một mất một còn. Mọi người đều gật đầu miệng lẩm bẩm. Cuối cùng Nhược Lam Sơn và mọi người chắp tay chào. Nhược Lam Sơn liền cáo từ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay qua nhìn tới phương xa. Tới đế quốc rồi đương nhiên phải đi dạo một lần chứ. Nhưng những người này hoặc vào dịch quán hoặc tới đường phố trong đế quốc Long Sơn ngoài dịch quán kia. Lam Kiều tới trước mặt Lâm Phong, nhìn Lâm Phong đang đợi hắn mở miệng. Lâm Phong nhìn động tác Lam Kiều, cười lắc đầu, hỏi, đi chọn một gian phòng để ở đã, sau đó cô dẫn ta tham quan hoàng thành đế quốc Long Sơn này. Người là đang ra lệnh cho ta đấy à? Lam Kiều trừng mắt nhìn Lâm Phong, hai tay khoanh trước ngực mang vài phần mị hoặc. Lâm Phong nhìn Lam Kiều một lát, xoay người vào dịch quán mà cùng Kỳ Thị Yên lặng đi sau hắn. Ngươi! Lam Kiều ngẩn ra, tức giận đến dậm chân tên khốn này, nhưng mà cô ta vẫn theo hắn. Trong dịch quán là thuần một màu trắng sạch sẽ gọn gàng, liếc mắt đã khiến người ta cảm thấy thoải mái sảng khoái. Nhìn từ bên ngoài đây là tòa thành lũy, mà bên trong là đình viện. Từ hành lang hình rồng ở trung tâm không ngừng đi tới là trước, có thể thấy được thưởng thức tình những tòa đình viện xinh đẹp cách nhau ở bên bờ hồ. Đương nhiên là xuyên qua những cánh cửa đình viện có thể thấy được một góc bên trong. Dường như mỗi tòa đình viện này đều là xây dựng với phong cách khác nhau, có nét đặc sắc riêng. Ta ở lại chỗ này đi. Lâm Phong chỉ một tòa đình viện, lập tức bước vào đó. Chỉ là tạm cư trú, có thể ở là được.
mà tòa đình viện này với Lâm Phong mà nói là vô cùng xa hoa. Lâm Phong để Cung Kỳ ở lại trong đình viện rồi cùng với Lam Kiều ra ngoài. Cung Kỳ chính là mãnh thú thượng cổ, dẫn ra ngoài khiến người ta chú ý, có khi cũng chọc tới không ít phiền toái. Thành Thiên Long, hoàng thành đế quốc Long Sơn, rộng lớn mênh mông hơn hoàng thành Tuyết Nguyên rất nhiều. Người đi đường là thích khoác trường bào, trông rất nhanh nhẹn, mà người đế quốc Long Sơn dường như là thích màu trắng. Người muốn đi đâu? Lam Kiều hỏi Lâm Phong một câu. Lâm Phong lại lập tức trả lời: ta vốn là không biết Thành Thiên Long này có nơi nào để đi, có hỏi ta cũng như không. Được rồi, ta dẫn người tới một chỗ khiến người gặp vài vị thanh niên tài tuấn xuất sắc của Thành Thiên Long, có khi có thể gặp được vài nữ tử xinh đẹp ảnh nha. Lam Kiều cười thần bí, khiến cho Lâm Phong nghi hoặc nói: nơi nào? Đệ nhất tửu lầu Thành Thiên Long, đường ra Thiên Hành Cung.